Kiem Tiền Online. Chào mừng bạn đến với channel Thân Nguyễn. Thì những video trước thì mình đã chia sẻ các bạn kiếm tiền với mạng xã hội Sanju. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn kiếm tiền với một cái trình duyệt, đó là trình duyệt CryptoTab. Thì CryptoTab là một trình duyệt giống như khóc khóc và Google Chrome, nhưng mà đặc biệt hơn là trình duyệt nó có thể giúp bạn kiếm tiền bằng một cái khai thác Bitcoin. Khi các bạn đăng ký vào và đăng ký login cái tài khoản Gmail hoặc là Facebook thì các bạn sẽ được một cái cỗ máy đào Bitcoin hàng ngày đó. Thì mình cũng đã tham gia được mấy ngày hôm nay thì số lượng Bitcoin của mình cũng được là 766 rồi nè đó. Thì các bạn mới tham gia thì các bạn sẽ được một cỗ máy nó đào hàng ngày đó. Thì trình duyệt này nó cũng giống như trình duyệt cốc cốc chôm 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 thôi đó, cũng có đầy đủ tính năng khác, nhưng mà đặc biệt á là các bạn sẽ được một cái đường link chia sẻ. Khi các bạn chia sẻ cho người sử dụng thì các bạn sẽ được là 100% khi khai thác, họ khai thác được đó. Thì cái đó là để mình sẽ chia sẻ với bạn sau. Thì hôm nay mình chia sẻ thứ nhất á là giới thiệu trình duyệt, thứ hai là hướng dẫn các bạn cài đặt cái trình duyệt này đó. Đó là một điều chính đó. Khi các bạn mà giới thiệu được người tiêu dùng thì khi họ khai thác được thì các bạn sẽ được hưởng từ 10% là cấp độ 1 và những cấp độ khác nữa đó. Thì mình sẽ đi như thế nào. Rồi. Đó. Thì đây mình sẽ giới thiệu sơ lược về một cái trình duyệt mà kiếm tiền. Thì khi mà người mới sử dụng thì bạn sẽ kiếm được Bitcoin dựa vào mà khi mà họ đã khai thác. Đó, thì sử dụng mình mời được 3 người nè. Đó thì trong đó 2 người sử dụng thì đây là Atil nè, là người đang sử dụng là đã đào Bitcoin đó, hoạt động khai thác đó. Thì cái trình duyệt này cũng có trên điện thoại nhưng mà trên điện thoại thì nó chưa có ấy lắm. Thì ngoài ra khi các bạn đăng ký với đường link mình thì mình sẽ cung cấp cho các bạn cái tài liệu để các bạn quảng cáo banner đó. Ví dụ như vô cái những cái bài đăng trong Senju này thì Senju cũng kiếm tiền được các bạn đó, những bài đăng mẫu rồi nè. Thì mình đã viết sẵn và mình sẽ chia sẻ cho các bạn để các bạn cứ post lên là kiếm tiền thôi. Banner hình ảnh quảng cáo, bài viết quảng cáo đó. Thì đây là một cái dòng giới thiệu về cái trang web này, cái trình duyệt này đó. Thì các bạn xem đó, đặc biệt là khi các bạn mà được đi mà được một cái tầng lớp thứ nhất thì các bạn sẽ được hưởng 15% khi mà họ đào, nghĩa là bên trình duyệt trả cho bạn chứ không phải là các bạn hưởng của người đào nha, nghĩa là nó trả công các bạn giới thiệu người đó. Thì tầng thứ hai các bạn sẽ được 10%, tầng thứ ba là 5% và tầng thứ tư là 3%, tầng thứ năm là 2% đó. 6, 7, 8, 9, 10 tầng đó. Thì mỗi tầng sẽ được 2 người thôi. Tầng thứ nhất là sẽ được 1 nè đó. Tầng thứ hai là sẽ ghép được 3 người. Tầng thứ ba là sẽ được ra 5 người đó. Và tầng thứ 4 thì nó sẽ lên nhiều hơn nữa đó. Thì khi mà tính toán sơ lược, khi các bạn mà giới thiệu được 10 tầng thì con số thu nhập của bạn sẽ như thế này. Đây, tính toán sơ lược đó. Bạn bè của bạn là tầng thứ nhất là 5 người đó. Thì các bạn sẽ thu nhập là 15%. Các bạn sẽ nhân lên
và tầng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 đó, đến tầng thứ 10 chỉ còn là 0,0062% thôi, nhưng mà con số của bạn thu nhập được á, tổng số là 12.207.030 người thì các bạn thu nhập là 40.000 đô các bạn, 40.636 đô, cực kỳ con số cực kỳ lớn các bạn, nếu các bạn áp dụng đúng cái chính sách chia sẻ đó, làm xây dựng đủ 10 tầng như thế này thì con số thu nhập là phải gọi là kinh khủng. Thì cài đặt ứng dụng như thế nào thì các bạn sẽ vào cái đường link chia sẻ của mình dưới phần mô tả của video, hoặc các bạn cũng có thể vào nguyenthan.com sẹt cái tên Việt nè, CryptoTab thì nó sẽ ra cái giao diện đây, ví dụ như mình sẽ click vào cái đường link này đi. Copy link đây nè. Rồi còn sẽ ra cái trình duyệt khác, thì bắt đầu các bạn đâu có trình duyệt đó, bạn sẽ lấy cái đường link của mình, các bạn nhấn vào đó thì nó sẽ ra cái giao diện để các bạn tải xuống. Thì trong cái phần cài đặt đó, mình sẽ chia sẻ rõ hơn cách để các bạn cài đặt cái ứng dụng này. Vâng, mời các bạn vào xem cài đặt ứng dụng. Khi các bạn click vào cái đường link chia sẻ của mình trên Facebook, hoặc là các bạn sẽ click vào nguyenthan.com sạc CryptoTab thì nó sẽ ra cái giao diện như thế này. Đây là cái giao diện của tiếng nước Pháp, thì các bạn sẽ dịch thành tiếng Việt để các bạn sẽ dễ xem hơn. Thì các bạn sẽ bấm vào tải xuống đó, rồi các bạn sẽ bấm tải xuống và các bạn chấp nhận và cài đặt. Sau khi tải xuống xong thì các bạn sẽ mở ra để cài đặt, thì cái này trong thời gian chờ tải xuống thôi đó. Thì các bạn cũng xem qua những chính sách và những cách kiếm tiền của cái trình duyệt này đó, thì các bạn cũng có thể chia sẻ lên các mạng xã hội khác đó. Sau khi đã tải xuống ok thì mình sẽ vào bấm vào cài đặt, bạn phải bấm vào bấm click vào, các bạn bấm run đó, thì cài đặt giống như những ứng dụng khác trên PC thôi. Các bạn bấm chuột phải, bạn bấm run store đó, thì cái giao diện nó bắt đầu tiến hành cài đặt. Thì nó cài cũng nhanh thôi, như tùy theo cái dung lượng của máy của bạn, nếu các bạn dung lượng mà lớn thì nó tải rất là nhanh. Đó, thì các bạn sẽ cho nó kết nối internet. Tại đây là một trình duyệt nên đòi hỏi kết nối internet thì nó mới download những cái cấu hình của nó hết xuống, thì các bạn sẽ tải nhanh thôi. Thì chắc mất khoảng 2 phút 3 phút rồi thôi, chung tùy theo cấu hình máy mà nó chạy xuống nhanh hay chậm. Thì nó cài đặt giống như những cái trình duyệt khác, hoặc là nó như cốc cốc hay là Google Chrome thôi. Nhưng mà cái điều lý thú hơn của cái trình duyệt này á, là có thể giúp các bạn kiếm được tiền đó. Thì cái gì kiếm được tiền thì mình cứ làm chứ có ảnh hưởng gì tới mình đâu, đúng không? Tại đây là một cái trình duyệt mới, thì thay vì họ quảng cáo thì họ sẽ thuê những cái người affiliate chia sẻ cái trình duyệt của họ, giống như sự chia sẻ một cái trang web vậy đó. Thì thay vì các bạn thuê cái thằng Google hay là thuê thằng Facebook quảng cáo trình duyệt, thì các bạn sẽ tự cho cái người mà sử dụng giới thiệu, thì cái lợi nhuận nói chung thì nó sẽ chi phí quảng cáo thì rất là thấp, nhưng cái hiệu quả sử dụng nó cao hơn. Tại vì tôi sử dụng được đó, thấy tốt, tôi chia sẻ cho bạn thì bạn cũng sẽ sử dụng và chia sẻ cho những người khác nữa. Cho nên là một cái điều tuyệt vời của cái ứng dụng này đó, mình đã cài xong, giờ mình sẽ cho nó kết nối internet đó. Ok đó bạn, đã ra trình duyệt rồi đó, là cái bước đầu tiên mình đã hoàn thành.
thì mình sẽ làm tiếp tục những cái bước kế tiếp để mình có thể kiếm được những cái Bitcoin đầu tiên. Đó, thì các bạn sẽ vào login cái tài khoản. Nếu bạn chưa có tài khoản thì các bạn có thể tạo tài khoản Gmail hay Facebook gì đó để các bạn đăng nhập vào để khai thác thôi. Đó, thì các bạn bấm vào sign in. Sign in là các bạn sẽ đăng nhập vào bất cứ một cái tài khoản Gmail nào. Như các bạn nhớ, một cái máy tính các bạn chỉ được là cài đặt để đăng nhập một cái tài khoản thôi nha. Bạn đừng đăng nhập nhiều tài khoản rồi cái qua cái PC khác hoặc cái laptop khác. Bạn không đăng nhập tài khoản đó nữa thì các bạn sẽ không được tiền đâu nha. Mới trước à. Đó, mình sẽ đăng nhập bằng cái tài khoản là thannguyen@gmail.com. Rồi tiếp tục. Này mình đăng nhập trong Google nha. Sau này mình sẽ login sau. Rồi, các bạn sẽ login vào. Đó. Đã đăng nhập cái tài khoản Gmail thành công. Để mở rộng lớn ra cho mình dễ nhìn. Đó, thì nó hỏi các bạn có cho nó cập nhật hay không trên Google Chrome hoặc là Google. Đó, thì nó cũng có giao diện là Google thôi. Đó, đây là một cái trình duyệt khai thác tự động, thì các bạn sẽ click vào net. Đó, nó ok hết. Chung là những điều cơ bản thôi. Bạn bấm theo hướng dẫn của nó. Đó, rồi, ok. Bước thứ nhất. Thì đây là một cái nó đang, khi bạn bấm vào thì nó sẽ đào Bitcoin tự động. Thì để kiếm được Bitcoin thì các bạn không phải là phải đăng nhập vào cái tài khoản mới được nha. Đó, chú ý cái đó. Đó, đây là coi về sơ lược cho nó nè. Mình mới cài đặt cho nên chưa có giới thiệu được ai. Đó, đây là tài khoản mới. Thì khi các bạn cài đặt thì các bạn sẽ làm một cái video các bạn quay lại. Khi cài đặt trình duyệt xong thì các bạn sẽ có giao diện như thế này. Thì nó sẽ đào Bitcoin tự động để nhận được Bitcoin này. Giống như cái trình duyệt này đây. CryptoTab Browser. Thì đòi hỏi các bạn phải login cái tài khoản. Thì để login tài khoản thì các bạn vào khi đăng ký vào đây. Bạn vào góc bên tay phải của màn hình, bạn bấm vào cái chỗ 30 tên nè. Đó, chỗ do new sign at account new. Đây, dịch sang tiếng Việt đi. Thì nó kêu các bạn á sẽ đăng nhập vào cái tài khoản, cái tài khoản nào cũng được. Đây mình đăng nhập vào cái tài khoản cộng. Đó, có thể các bạn sẽ vào Facebook hoặc là Twitter hay những mạng xã hội khác. Đó, khi bạn đăng nhập vào thì các bạn đăng nhập cái tài khoản vào thì nó sẽ bấm chữ là đã kết nối đó với tài khoản này, thì lúc đó các bạn mới nó mới tính cho các bạn là cái khai thác Bitcoin và tài khoản của bạn để các bạn khi mà có tiền đủ và sẽ rút. Đó, đây là một cơ bản thôi. Thì để video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là để các bạn kiếm cái Bitcoin từng bước với cái trình duyệt này. Thì video này mình chia sẻ với bạn cái trình duyệt này đã kiếm được Bitcoin và đã cài đặt như thế nào. Đó, rồi, vâng, cảm ơn các bạn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại video tiếp theo.